Mạc Sầu, cô đã nhập đạo tùy duyên, dĩ nhiên có thể làm những chuyện mà mình đang muốn làm. Nhưng phần tôi còn cha mẹ già và Lục Gia Trang đã trải qua mấy đời cơ nghiệp được tạo lập trên trăm năm qua. Thử hỏi, làm sao tôi có thể vì chuyện riêng tư của mình mà đành bỏ lại sau lưng trách nhiệm cho cha mẹ giao phó được? Đối với ta, chẳng lẽ ngươi không còn chút tình nghĩa nào? Tâm ý cô đối với tôi, dĩ nhiên tôi rất hiểu. Nếu buộc tôi trọn đời trọng kiếp sống trong ngôi cổ mộ, tôi thật sự là... Ta biết ngươi không đành lòng bỏ thế gian trần tục này đâu. Ngươi không nỡ bỏ ả họ Hà đó mà. Mà sầu cô hiểu lầm rồi. Lúc đó tôi và Nguyên Quân không hề quen biết. Ta không muốn nghe cách xưng hô thân mật của ngươi với ả. Tội gì chứ Mạc Sầu? Tội gì? Ta cũng đang muốn biết tại sao ta lại trở thành kẻ cô độc như vậy. 15 năm, thời gian 15 năm qua, ta vẫn suy nghĩ chuyện này do ai? Do ai? Mạc Sầu, giờ thì ta đã hiểu. Chính con tiện nữ đó, chính ả. Nếu không có ả thì người đã không thay đổi. Nếu không có ả thì người đâu bỏ rơi ta. Nên ta đã thề độc rằng chính tay ta sẽ giết con tiện nữ đó. Có câu kẻ nào làm kẻ đó chịu. Năm xưa kẻ phản bội cô chính là tôi. Cô giết cứ giết tôi đi. Ngươi, ngươi chịu chết thay cho ả? Đúng. Nguyên Quân không liên quan gì tới chuyện này. Kẻ đang chết là tôi. Ngươi đừng tưởng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Được, ta sẽ giết ngươi trước. Mặc sâu, khăn tay trước đi, ngươi vẫn giữ cho tới bây giờ. Tôi được, ta nghĩ tình ngươi chưa hẳn đã lãng quên ta. Đêm nay ta phá lệ tha mạng cho ngươi. Ta cho ngươi thời hạn một ngày. Chỉ cần ngươi giết con tiện nữ kia, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không thì một ngày sau đó, toàn Lục Gia Trang chỉ sợ không còn một bóng người. Sao mày lại khóc? Không lẽ mày khóc vì bị Lục Chỉ Nguyên bỏ rơi à? Hay là gặp Lý Mạc Sầu mà sợ đến nỗi phải khóc? À, ta quên mất, Lục Chỉ Nguyên đã điểm huyệt đạo của mình. Lý Mạc Sầu, tôi van xin cô, xin cô hãy tha cho mẹ con tôi. Câm miệng lại. 15 năm trước, mày đã chiếm lấy Lục Lan của ta. Không giờ phút nào mà ta không nghĩ tới sẽ có một ngày ta hại mi không còn gì cả. Tôi biết cô căm hận tôi lắm. Nếu hôm nay tôi đã lọt vào tay cô cứ giết chết tôi đi. Tôi chỉ xin cô, sau khi giết chết tôi rồi, có thể tha mạng cho người của Lục Gia. Buộc ta phải giết chết mi ở trước mặt Lục Chiến Nguyên, để hắn biết cái giá hắn phải trả khi đã phụ bạc Lý Mặt Sầu này. Mày nghe cho rõ, ta bắt buộc mày phải lập tức đưa con tiện tỳ này về Lục Gia Trang. Nhớ nói lại cho Lục Chỉ Nguyên hay, nếu hắn vẫn không thay đổi ý định thì đừng trách Lý Mặt Sầu trước hoàng hôn ngày mai máu nhuộm Lục Gia Trang. Lý Mặt Sầu, ta để lại 9 dấu tay tại Lục Gia Trang, sao có thể để cho bọn họ bỏ đi được? Hỏi thế gian tình là vật gì? Tình khiến sanh tử tương hứa. Lục Lan, suy nghĩ kỹ chưa? Với Mặt Sầu, tuy ta là cái lỗ phù, máu có thể đổ, đầu có thể rơi. Muốn ta giết vợ bỏ con thì biết được không? Không sao, dù có chết, phụ thay ta thả cho tôi.
Lục Chỉ Nguyên, nếu ngươi không biết phân biệt, ta sẽ ban cho ngươi cái chết. Còn hai tên kia đâu? Gọi chúng ra đây để ta tiễn chúng về Tây Thiên. Lý Mặt Sầu, mày đừng ý thấy hiếp người. Mụ kia là ai? Trong này không có việc của mụ, khôn hồn lập tức rời khỏi đây mau. Ta sẽ tha mạng chết cho mụ. To gan, hôm nay đã có tạm nương ở nơi này, ta không để cho ma đầu như mày giết người vô cớ đâu. Ta đang chờ coi bản lãnh của mày ra sao, để ta giết ả họ Hà đây tiền trước. Đừng rồi. Vũ Gia, người đứng trước mặt ta dám bảo bọc cho ả, thì ta càng muốn giết ả. Trung Tân, Lý Mặt Sầu, thật ra kẻ có thù oán với mình chỉ có mình ta thôi, có đúng không? Đúng. Được, Lý Mặt Sầu, quan có đầu, nợ có chủ. Nếu ta chết ngay lúc này, có phải ngươi sẽ tha chết cho người họ Lục không? Nguyên Quân, đừng mà. Nguyên Quân, đi đó đi. Được, ta tin ngươi. Nàng đừng bao giờ làm vậy. Chuyện nguyên, phu thê ta không phải là đối thủ của Lý Mặt Sầu. Nếu cái chết của thiếp có thể đổi lại được sinh mạng của chàng và Song Nhi, chết cũng không tiếc. Nguyên Quân, Nguyên Quân, Chỉ Nguyên, ngươi còn đứng đó than khóc làm gì? Sao không đi theo ta? Nguyên Quân, Nguyên Quân, Nguyên Quân, Nguyên Quân, Nguyên Quân. Lục Chỉ Nguyên, con tiện phụ cũng đã chết rồi, ta sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Mau đi theo ta. Mặc Sầu, thật ra chính ngươi là người không biết tin là vật gì. Giờ Nguyên Quân đã chết rồi, thử hỏi ta sống ở trần gian để làm gì?